Hi, xin chào các bạn, mình là Moni đây. Trong video clip ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu cách sử dụng của ba từ another, other và the other trong tiếng Anh nhé. Và đầu tiên, xin giới thiệu một nhân vật sẽ xuất hiện trong video clip lần này, đó là bạn Tip. Hi, xin chào, mình là Tip đây, một tên trộm chuyên lục đồ. À không, phải là xuyên lục địa chứ. Tối ngày hôm qua, nghe đồn cô Moni mới phê phán trên mạng xã hội rằng farm nhà tớ, châu chín chuồng, gà chín chạy, ngựa 9.000 con. Thế là tối nay, Tép sẽ thực hiện một phi vụ đặc biệt. Đó là đi trộm gà nhà farm Moni. Ồ, ở đây có vài con bò nè. Ở đằng kia thì là những con bò khác nhỉ? Some cows are here, and other cows are there. Vậy thì những con bò khác ở đâu mất rồi? Where are the other animals? Khoan, hãy tìm những con bò khác ở đâu. Chúng ta hãy dừng lại một phút để xem điểm ngữ pháp ở đây nhé. Nếu như some là một vài, một ít, thì other có nghĩa là khác, những cái khác. Other sẽ được đi kèm với danh từ số nhiều theo sau, như ví dụ trên đây. Trong khi đó thì the other có nghĩa là còn lại, phần còn lại. Vì vậy cho nên tên trộm mới hỏi rằng where are the other animals? Những con vật còn lại của nông trại ở đâu rồi? Khoan khoan, xin hãy dừng lại một xíu. Hình như có cái gì sai sai ở đây nè. Mình là trộm mà, mình đi tìm gà, tại sao chỉ thấy bò không vậy? Thôi thì bình tĩnh ngồi xuống đây nhâm nhi một tách cà phê trước đã. Ôi ôi, sao cà phê lại nóng thế này? Give me another cup. Trong trường hợp này, another có nghĩa là vì cà phê nóng nên hãy cho tôi xin một tách khác nhé. Tới đây, tới đây. Oh, it's yummy. Can I have another cup? Như vậy, ở câu này cũng là từ another, nhưng another lại mang nghĩa là nữa. Vì ngon quá nên xin một tách cà phê nữa. Chúng ta hãy lưu ý nhé, another sẽ đi với danh từ số ít theo sau và sẽ có hai nghĩa khác nhau là một là nữa, hai là khác nhé các bạn. Quay lại câu chuyện mình đi tìm gà đi nào. Chắc chắn một điều rằng gà phải ở trong kho thóc mà thôi. Nào, đi thôi. Trong kho thóc, tên trộm thấy rất là nhiều trứng. Some eggs are on the left. Some other eggs are on the shelves. The other eggs are near the door of the barn. Tuy nhiên, tên trộm chẳng tìm thấy một chú gà nào hết. Mãi lo tìm gà nên tên trộm đã để quên đôi giày của mình ở cửa. Look, it's a pair of shoes. Tuy nhiên, một chiếc đã biến mất. Where is the other shoes? Dừng lại một xíu ở chỗ này, các bạn còn nhớ ví dụ where are the other cows? Ở ví dụ những con bò còn lại ở đâu thì sau the other chúng ta sẽ đi với danh từ số nhiều. Còn trong ví dụ này, where is the other shoes? Chiếc giày còn lại ở đâu rồi thì chúng ta lại đi danh từ số ít đằng sau the other. Công thức cần ghi nhớ ở đây chính là the other sẽ được phép đi với danh từ số ít khi nó chỉ cái còn lại của một tập hợp gồm hai đơn vị nhé. Cụ thể trong ví dụ này chính là đôi giày. Chúng ta hãy cùng tổng hợp công thức trong câu chuyện ngày hôm nay nhé. Another là một từ có nghĩa là nữa và khác và chỉ đi với danh từ số ít mà thôi. Còn đối với từ the other thì thường sẽ đi với danh từ số nhiều có nghĩa là còn lại. Tuy nhiên trong trường hợp đặc biệt của hai đơn vị chỉ cái còn lại thì từ the other cũng có thể đi với số ít. Và từ cuối cùng là từ other. Other là một từ sẽ đi với số nhiều và có nghĩa là khác. Hãy cùng nhìn lại công thức của ba từ đặc biệt ngày hôm nay: another, the other và other nhé. Đến đây thì video clip này chưa kết thúc đâu. Trong điểm ngữ pháp này chúng ta cần nhớ một mẹo cực kỳ quan trọng, đó là khi chúng ta bỏ danh thì chúng ta sẽ thêm s và ngược lại. Hãy cùng xem lại ví dụ những chú bò ở đầu video clip nhé. Đối với hai trường hợp của từ other và the other, chúng ta có thể rút gọn danh từ cows và thêm s ở từ others hoặc từ the others. Do đó cho nên thay vì dùng other cows có thể rút gọn thành others, the other cows có thể lược bỏ cows và chúng ta sẽ có the others. Sau phi vụ trộm gà của bạn Tép thì chúng ta sẽ có công thức cần tóm lại như sau: another, other, the other và the other. Và một công thức rất quan trọng chính là khi chúng ta bỏ danh thì chúng ta thêm s nhé. Tóm lại thì hôm nay tên trộm của chúng ta không tìm được một chú gà nào nhưng lại còn mất giày nữa.
Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của Moni nha.